Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay mình làm cái video này dành cho những bạn đang phải trải qua những nỗi khổ đau trong cuộc đời và các bạn cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào tình yêu. Vậy thì đây chính là một video dành cho bạn, nó sẽ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của các bạn đấy. Các bạn ạ, các bạn biết không, chúng ta đến với cuộc đời này, các bạn đã từng bao giờ hỏi một câu hỏi rằng chúng ta đến với cuộc đời này để làm gì chưa? Chúng ta đến với cuộc đời này để hạnh phúc à? Không phải đâu. Chúng ta đến với cuộc đời này để trải nghiệm. Để trải nghiệm, các bạn nhớ nhá. Vì là trải nghiệm cho nên nó sẽ có mật ngọt, nó sẽ có cay đắng, nó sẽ có khổ đau, nó sẽ có hạnh phúc. Và chỉ khi có khổ đau chúng ta mới biết như thế nào là hạnh phúc thôi. Chứ còn luôn luôn hạnh phúc thì chúng ta sẽ chẳng coi cái hạnh phúc đấy là gì cả. Thế nên mình mới nói rằng khổ đau là chất liệu của hạnh phúc. Và nếu như mà có một cái điều gì đó nó khiến cho bạn quá khổ, khiến cho bạn mất niềm tin, thì bạn phải hiểu rằng cái sự việc này nên xảy ra càng sớm càng tốt. Bởi vì cái niềm tin đó của mình không đúng. Trước đó ví dụ như là bạn tin tưởng rằng cái người mà mình yêu thương, cái người đàn ông mà mình yêu thương ấy sẽ yêu mình cả đời, sẽ không bao giờ thay đổi đâu, đối xử với mình rất là tốt, rất là chân thành như thế. Vậy mà một ngày người ta thay đổi thì các bạn sẽ thấy là bạn mất niềm tin vào tình yêu, thậm chí mất niềm tin vào đàn ông. Vậy thì mình muốn nói với các bạn rằng cái niềm tin trước đó của bạn, tại vì nó không đúng, đúng không? Cái niềm tin không đúng thì mới khiến các bạn mất niềm tin. Và bây giờ chúng ta phải đối mặt với sự thật rằng con người hay bất kỳ ai luôn luôn thay đổi. Không có nghĩa hôm nay người ta chân thành với mình, người ta yêu mình nhiều, người ta yêu mình bằng sống bằng chết thì ngày mai sẽ như thế. Cuộc đời này luôn luôn thay đổi và con người cũng đang thay đổi. Chúng ta chỉ có thể làm chủ bản thân chúng ta làm sao có thể làm chủ một cá thể khác ở ngoài kia. Khi mỗi một ngày họ tiếp xúc với những cái thứ khác nhau, suy nghĩ trong đầu họ khác nhau, những áp lực của họ khác nhau, những mệt mỏi của họ khác với mình, làm sao mà có thể đảm bảo rằng người ta giống hệt mình? Tất cả mọi người đều giống hệt các bạn thì đâu có tạo nên cái xã hội này. Và các bạn phải hiểu cái niềm tin trước đó của mình không đúng. Cái niềm tin đúng là mọi sự vật, mọi hiện tượng, mọi con người đều đang thay đổi. Đó. Mình phải nhìn ra bản chất của cuộc đời. Đó. Nhiều bạn cứ cố gắng đi tìm hạnh phúc, nhưng mà cái điều quan trọng hơn là các bạn trong cuộc đời này các bạn đi tìm sự thật. Tìm sự thật nó mới khiến cho các bạn biết bản chất của cuộc sống, bản chất của con người. Và từ đấy mình không bị đau, không bị bám chấp vào bất kỳ cái gì cả. Và hạnh phúc thực sự nó đến từ việc chúng ta có thể sống một mình được. Chúng ta có thể làm cho mình hạnh phúc được. Chúng ta có thể có một đời sống đầy đủ. Chúng ta dù điều gì, dù biến cố gì xảy ra, bạn cũng có thể vượt qua được. Thì đó mới là hạnh phúc. Chứ hạnh phúc không phải là cái việc mà chúng ta cứ may mắn từ lúc chúng ta đẻ ra đến lúc chúng ta chết đi. Nếu chúng ta cứ thuận lợi, mọi thứ thuận lợi từ lúc chúng ta sinh ra đến khi chúng ta đi, thì có phải là cả cái cuộc đời này á, mình đã không có thể hoàn thành bất kỳ một cái sứ mệnh gì hay không, đúng không? Bởi vì mình rất thích một câu nói, đó là chúng ta đến với cuộc đời này ấy, đó là để cái ngày mà chúng ta rời khỏi thế giới này thì chúng ta có nhiều những cái trải nghiệm hơn, nhiều có sự trưởng thành hơn so với cái ngày mà chúng ta bước đến thế giới này. Đó, cho nên từ cái ngày mình đến thế giới này đến khi mình đi, mình phải có đầy đủ những cái trải nghiệm, phải có đầy đủ những cái sự trưởng thành, phải trải qua những cái đau khổ, những cái biến cố, nó mới khiến chúng ta bản lĩnh hơn, chúng ta trưởng thành hơn, đúng không? Và mình cũng rất thích một cái câu nói, đó chính là nếu bây giờ bạn đang phải đối mặt với một cái biến cố, một cái nỗi đau khổ mà nó không giúp ích gì cho sự trưởng thành của các bạn ấy, không thấy các bạn mạnh mẽ hơn từ đó, bản lĩnh hơn từ đó, thì cái sự việc đấy đã lãng phí xảy ra trên con người của bạn rồi. Thế đừng để lãng phí bất kỳ nỗi đau nào, đừng để lãng phí bất kỳ biến cố nào, bởi vì chúng ta sinh ra trên đời này để trải nghiệm những sự thật. Sự thật là gì? Con người luôn thay đổi. Sự thật không có cái gì là của mình cả. Chúng ta đến với thế giới này hai bàn tay trắng, và khi chúng ta đi cũng hai bàn tay trắng. Thứ chúng ta mang theo duy nhất là những trải nghiệm, những kinh nghiệm, những sự thật mà chúng ta nhìn thấy, những bản lĩnh mà chúng ta có thể vượt qua sau tất cả những gì đã xảy ra với chúng ta mà thôi. Cho nên nếu bây giờ các bạn đau khổ trong chuyện tình cảm, trong chuyện gia đình, bất kỳ một cái điều gì đang xảy ra,
hãy nhớ cho mình rằng nó là chất liệu của hạnh phúc, nó là chất liệu của sự trưởng thành. Bởi vì bạn sắp tới đây sẽ phải gánh vác những cái sứ mệnh cao cả hơn, nên bạn sẽ phải dùng những cái sự việc đau khổ này để tôi luyện bản thân, trở thành một người bản lĩnh. Sẽ chẳng ai có thể có đủ cái bản lĩnh để có thể giúp đỡ các bạn, để có thể giúp cho các bạn sống hạnh phúc hơn, nếu thực sự cái người đó chưa thực sự từng trải, họ cũng chưa từng trải qua đau khổ, làm sao họ biết là hạnh phúc là như thế nào? Họ chưa từng trải qua đau khổ, làm sao họ có thể nói với các bạn rằng họ vượt qua, giúp các bạn vượt qua đau khổ đó như thế nào, đúng không? Cho nên mỗi cái sự việc xảy ra trong cuộc đời chúng ta, và cuộc đời của ai càng xảy ra nhiều biến cố, từ chứng tỏ người đó càng có nhiều cơ hội để trưởng thành. Chứ đừng bao giờ để cho những cái biến cố đấy nó trở thành cái lý do để chúng vùi dập chúng ta. Và rất nhiều bạn ấy bị stress, bị căng thẳng, bị trầm cảm. Và mình nói với các bạn ấy nhá, các bạn có biết tại sao những người nông dân thì chẳng bao giờ họ bị trầm cảm không? Khổ nào cũng được mà họ vẫn chịu đựng, mà sức chịu đựng họ rất là giỏi không? Bởi vì họ làm việc liên tục, liên tay, liên chân, không có thời gian để mà phải nghĩ nhiều nữa. Những cái người mà bị trầm cảm quá nhiều á, trầm cảm nặng ấy, là bởi vì họ quá rảnh rỗi. Họ rảnh rỗi đến nỗi họ không có cái gì để làm, cho nên là họ rảnh rỗi đến cái bộ não của họ cứ nghĩ cái này nghĩ cái kia, thành ra mới thành ra trầm cảm. Có người phát điên lên là như thế đấy. Vì thế khi mà các bạn gặp những cái căng thẳng, những cái đau khổ mà các bạn cảm thấy rằng ồ càng nghĩ nhiều thì tôi càng mệt, thì bạn hãy tìm cái gì đó để làm cho mình, khiến mình trở nên bận rộn lên, thì bộ não không có thời gian để nghĩ đến những cái đó quá là nhiều nữa. Hoặc là mình học cách tu tập để phát triển về mặt tâm linh nhiều hơn, hoặc là mình học một cái gì đó, mình làm một cái gì đó mà có lợi cho sự phát triển của chúng ta sau này. Nói chung tìm việc để làm nhá, chứ đừng lãng phí nỗi đau. Các bạn ơi, mình khẩn thiết, tha thiết nói chuyện với các bạn rằng các bạn đừng bao giờ lãng phí nỗi đau. Phải biến nó trở thành động lực để nhìn thấy một cái phiên bản tốt hơn mình của ngày hôm nay, để càng ngày mình càng tốt lên, càng ngày mình càng tuyệt lên, càng ngày mình càng trở thành một con người xứng đáng để có được hạnh phúc hơn, đúng không? Một cái biến cố xảy ra đó là một cái nấc thang để cho các bạn có thể bước cao lên, và bạn nhìn thấy một cái phiên bản tuyệt hơn. Bởi vì rất là nhiều các bạn nhé, trải qua đau khổ rồi các bạn mới thấy rằng vì có cái đau khổ đấy mới có một cái phiên bản tốt hơn của bạn. Bởi vì ví dụ mọi thứ thuận lợi, bạn sẽ không có động lực để, ví dụ có bạn không có động lực để học tiếng Anh, không có động lực để làm giàu, không có động lực để tập thể hình cho thân hình của mình đẹp, không có động lực để dậy sớm mỗi ngày. Thế nhưng một cái biến cố xảy ra, bạn có động lực để làm tất cả những điều đó luôn. Thì đấy là cái cách mà bạn đã không lãng phí nỗi đau và biến nó trở thành động lực để cho mình một cái phiên bản tốt hơn của ngày mai. Đó là rất là tuyệt vời các bạn ạ. Cho nên là đau khổ nó là bản chất của cuộc sống. Mình nói thật với bạn, dù các bạn có nhìn thấy một ai đó rất là hạnh phúc, rất là viên mãn, đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của họ không có đau khổ nhá. Đau khổ là chất liệu của cuộc sống, và đau khổ cũng là chất liệu của hạnh phúc. Đừng bao giờ nghĩ rằng hay là ghen tị với một cái sự may mắn của một ai đó, bởi vì đôi khi chính cái sự không may mắn ấy, nó chính là món quà trong cuộc sống của các bạn. Hãy biến tất cả những cái đau khổ trở thành món quà trong cuộc sống của các bạn. Món quà là như thế nào? Thực ra tất cả mọi đau khổ hay niềm vui mà chúng ta gặp được trong cuộc đời nó đều là món quà. Có những món quà nó được bọc rất là đẹp, có những món quà thì nó không được bọc đẹp lắm, nhưng các bạn cũng phải rút ra cái món quà giá trị đấy từ cái vỏ bọc mà nó không được tốt đẹp là đau khổ. Các bạn nhá, tất cả đều là món quà, tất cả đều là chất liệu để bạn trưởng thành hơn, để bạn trở thành một con người tuyệt vời hơn. Đừng bao giờ để nỗi đau biến bạn trở thành một con người tồi tệ, hay là khiến cho bạn mất niềm tin và bạn sống buông thả với cuộc đời của mình. Đừng bao giờ để điều đấy xảy ra. Đó là khi các bạn đã lãng phí món quà mà Thượng Đế đã trao đến cho các bạn đấy nhá. Cho nên dù cuộc đời mình có những biến cố như thế nào, hãy nhớ rằng đó là chất liệu của hạnh phúc các bạn nhá. Khổ đau là chất liệu của hạnh phúc, đừng bao giờ lãng phí nỗi đau. Và đừng quên, mình có một khóa học có tên là Bản lĩnh yêu, bản lĩnh sống, giúp cho các bạn có thể vượt qua những cái biến cố trong cuộc đời, biết rằng mình xứng đáng làm sao để tự tin sẵn sàng tiến tới hạnh phúc mà các bạn xứng đáng các bạn nhá. Để tham gia khóa học này, các bạn hãy lên Google gõ toanhuyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, sau đó kéo xuống tìm khóa học Bản lĩnh yêu, bản lĩnh sống. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.